có làm phim và hát đó chị. Đó, hoa Halloween đó các bạn ơi. Các bạn thấy không, trong gia đình ta chọn tổ chức đó. Đó, có chim giả bài bài đó. Chiếc đu rồi nữa kìa, vui quá. Đó kìa. Đèn đỏ lâu lâu. Làm chim giả thấy thương nha. Đó, mặt ma mặt quỷ không phải các bạn ơi. Các bạn có thấy rõ không? Trời ơi, coi kìa. Rên rỉ nữa. Thank you. Đó, bắt đầu người ta trong nhà người ta đổ xô ra người ta đi chơi Halloween đó các bạn. Các bạn thấy không? People in Vietnam to see it. Thank you. Hết hồn không? Wow. Ghê quá. Ghê quá. Đấy, các bạn thấy không? Khủng. Wow, các bạn thấy cái mặt không? Làm cho tao sợ con. Đây nữa nè, đây nè. Ba đừng có quay chị tỉ mỉ quá, nó không có đủ phim đâu. Mà tao quay không có thấy gì hết. Nào quay lẹ lẹ, mình có nhiều chỗ để quay lắm. Vậy thôi quay đi ít thôi. Để quay. Đó, các bạn thấy không? Người ta đi á. Bé nè. And hold my hand. Yep. Hold my hand, son. Đó, nó mặc áo à, đèn đuốc rồi, thấy ghê quá. Chơi vậy đó. Chơi cho các bạn xem nha. Đi tới chỗ đằng kia đông lắm. Wow. Ghê quá. Đấy, các bạn xem đi. Rồi tôi quay dài dài có những chỗ còn dữ dội hơn chỗ này nữa cho các bạn xem. Thấy ghê lắm. Sau đây là câu chuyện là truyền thuyết Halloween và những điều có thể bạn chưa biết. Halloween là lễ hội thường niên diễn ra vào cuối tháng 10, đầu tháng 11. Trong lễ hội này, người ta phải hóa trang và ăn mặc cơm kiếp. Nhưng đó là lễ hội để tưởng niệm cái gì? Tại sao người ta phải hóa trang và ăn mặc cướm giết đến thế? Phải chăng đó là nghi lễ thờ quỷ dữ? Hay đó là tàn tích của những nghi lễ tà giáo từ thời xa xưa? Lễ hội Halloween ngày nay bắt nguồn từ dân tộc Keo, một dân tộc sống cách đây hơn 2.000 năm trên các vùng đất mà bây giờ là Anh, Ireland và miền Bắc nước Pháp. Dân tộc Keo bắt đầu năm mới vào ngày 1 tháng 11 dương lịch. Ngày lễ hội này báo hiệu sự bắt đầu của mùa lạnh, của những ngày tối tăm, thường được liên kết với sự tàn tạ và sự chết của loài người. Dân tộc Keo tin rằng Samhain cho phép những linh hồn người chết được trở về nhà trên trần gian vào đêm hôm đó. Vào năm 43, người La Mã chinh phục vùng đất của dân tộc Keo và cai trị khoảng 400 năm. Trong giai đoạn này có hai lễ hội Samhain của dân tộc Keo. Một trong hai lễ đó là Felia, được cử hành vào cuối tháng 10 để tôn vinh những người đã chết. Lễ thứ hai dành cho Pomona, nữ thần La Mã về cây quả quả. Có lẽ vì nữ thần Pomona mà quả táo đã được kết hợp vào lễ hội Halloween. Tại Anh Quốc, Halloween đôi khi được gọi là Nutcracker Night or Snap Apple Night vì mọi người trong gia đình ngồi quanh lò sưởi kể chuyện và ăn đậu phộng rang hoặc nhai táo. Vào ngày các vong hồn, những người nghèo đi khuất thực cô hồn và họ sẽ được bố thí bánh gọi là Sukkah, bánh vong hồn, để họ hứa là sẽ cầu nguyện cho các vong hồn. Halloween đến Mỹ do những di dân đầu tiên, đa số đến từ Anh Quốc và một số vùng thuộc dân tộc Keo. Họ đã đem qua Mỹ khá nhiều phong tục khác nhau, nhưng vì nhiều lý do, mãi đến thập niên 1800 mới trở thành tục lệ được nhiều người hưởng ứng. Theo truyền thuyết của các nước Ái Nhĩ Lan, Jack là một chàng trai thiếu niên
đã chết, nhưng linh hồn không được phép vào thiên đàng vì lý do lúc sống anh ta vốn là một người tham lam bụng xỉn, thường cất giấu tiền bạc keo kiệt, không hề bố thí cho ai một chút gì. Thế nhưng anh ta lại cũng không thể vào địa ngục vì lúc còn sống anh ta đã từng chơi đùa với ma quỷ nên quỷ không bắt anh. Chuyện kể rằng một hôm có một con quỷ đến quấy phá một vùng dân cư, chẳng may bị báo động, người ta đến cầu cứu các vị tu sĩ, đem các vật thánh đến yểm và khóa các cửa ra vào. Thế là con quỷ bị bắt. Chắc đã nhận ra đó là một con quỷ thường vui đùa với mình và chắc đã tìm cách gỡ vật yểm ma quỷ, mở đường cho quỷ chạy thoát. Để đền ơn cứu mạng, quỷ hứa với Chắc là sẽ không bắt linh hồn của Chắc về địa ngục. Do đó khi Chắc chết vì một tai nạn, linh hồn Chắc bị thiên đường từ chối. Chắc liền tìm đến địa ngục, nhưng quỷ không cho vào vì lời hứa trước. Thấy Chắc lạnh lùng khổ sở, quỷ bèn lấy một ít than hồng ở địa ngục bỏ vào trong một quả bí ngô và đưa Chắc để sưởi ấm. Trên đường trở lại trần gian, để cho không khí thông vào nuôi lửa, Chắc phải đục thủng quả bí ngô, và ánh lửa từ trong đã chiếu ra soi sáng nẻo đường lang thang của Chắc. Có lẽ Chắc phải cầm đèn đi lang thang trên mặt đất cho đến ngày phán xét cuối cùng của nhân loại. Theo những chi tiết của người Ireland, một kẻ nghiện rượu tên là Sting Jack đã ăn trộm đồ trong một ngôi làng và đã bị người dân đuổi đánh. Chắc chạy trốn và trên đường hắn gặp một con quỷ được xe đến để bắt linh hồn của hắn đi. Tuy nhiên Chắc đã lừa con quỷ leo lên cây táo cổ thụ và không cho nó xuống. Bằng cách khắc dấu thánh giá vào vỏ cây, con quỷ đã van xin hắn và Chắc bắt con quỷ phải thề rằng không bao giờ tước đi linh hồn của hắn. Sau này khi già đi, Chắc chết nhưng linh hồn của hắn không được lên thiên đàng vì những tội lỗi. Địa ngục cũng không có chỗ cho linh hồn hắn chung thân vì lời thề của con quỷ. Vì thế linh hồn của Chắc phải lang thang nơi trần gian. Có một viên than hồng không bao giờ tắt mà hắn được con quỷ cho để soi đường đi trong đêm tối. Hắn đặt hòn than hồng trong củ cải được khoét rỗng ruột để nhìn thấy đường đi. Sau này khi nhập cư vào Mỹ, người Ireland đã biến quả bí ngô thành chiếc đèn lồng Jack O'Lantern, khắc hình mặt người rùng rợn với ngọn nến được thắp sáng bên trong như chúng ta vẫn thường thấy. Chiếc đèn lồng này được coi biểu tượng của ngày lễ Halloween. Cây táo từ lâu đã được gắn với hình ảnh nữ thần bất tử và trí tuệ. Nếu bổ ngang một quả táo sẽ lộ hình ngôi sao năm cánh, biểu tượng cho nữ thần trong niềm tin của người châu Âu ngày xưa. Táo Pomona là những quả táo được thả trong chậu nước hoặc trên sợi dây. Những thanh niên đến tuổi cập kê tìm mọi cách lấy quả táo, và người nào làm được thì sẽ là người sớm được lập gia đình. Ngoài ra còn nhiều truyền thuyết dân gian khá lý thú, như ai gọt quả táo Pomona trước một cái gương bên cạnh một cây nến trái thì sẽ nhìn thấy được hình ảnh của người vợ hoặc chồng tương lai trong gương. Hoặc cố gắng giữ vỏ táo càng lâu thì cuộc đời của bạn được kéo dài. Trick or Treat, đây là sinh hoạt chính của hầu hết trẻ em và thiếu niên tại Hoa Kỳ trong đêm Halloween. Trick nghi nghĩa là đánh lừa, trò chơi tinh ma nghịch ngợm. Treat là đón tiếp, đối xử tử tế, tiếp đãi. Các em nhỏ và thiếu niên, thanh niên hóa trang với quần áo và mặt nạ hình ma quỷ, rồi cầm lồng đèn đi từ nhà này sang nhà khác trong xóm, gõ cửa và nói Trick or Treat. Câu này có nghĩa là nếu muốn chúng tôi không chơi xấu thì hãy đãi chúng tôi cái gì đi. Thông thường những người láng giềng luôn luôn tránh việc trick, nghĩa là chơi đòn đánh lừa, nên thường tiếp đón chúng bằng kẹo và trái cây. Theo tục lệ có nhét đồng tiền ở bên trong. Người châu Âu thì cho rằng những bộ trang phục kỳ quái trong ngày Halloween không phải có xuất xứ từ người Celtic mà có xuất xứ từ chính những người châu Âu. Vào thế kỷ thứ 9, ngày 2 tháng 11 hàng năm và cũng là ngày cầu cho các linh hồn, những giáo dân thường ăn mặc giống như những kẻ ăn mày, rồi đi từ làng này sang làng kia để xin những mẫu bánh vụn, tượng trưng cho thức ăn nuôi dưỡng linh hồn. Những người này tin rằng họ càng xin được nhiều mẫu bánh, thì linh hồn của những người thân của họ sẽ nhận được càng nhiều những lời cầu nguyện. Các giáo dân tin rằng những lời cầu nguyện này sẽ giúp cho những linh hồn người thân của họ còn mắc kẹt ở đâu đó sẽ được lên thiên đàng. Về giáo dục, hành động và cuộc đời của Chuck đã trở thành những kinh nghiệm để tuổi trẻ rút ra một bài học làm người, đó là sống không nên tham lam, bủn xỉn, keo kiệt, phải có lòng bác ái, từ bi, biết giúp đỡ kẻ khó khăn, không nên chơi đùa với ma quỷ. Ma quỷ hiểu theo nghĩa bóng là những trò lừa lọc, đe dọa, làm cho người khác sợ hãi. Những việc làm ma quái do trí thông minh và tưởng tượng của tuổi trẻ sáng tạo ra có khi làm hại đến người, đến xã hội. Chơi đùa giao du với ma quỷ sẽ dễ bị cám dỗ đi vào con đường tối tăm và tội lỗi. Về ý nghĩa nhân bản, thử đặt câu hỏi tại sao dưới ánh sáng khoa học và kỹ thuật mà các nước Âu, Mỹ vẫn dành một ngày lễ hội cho người cõi âm,
mà đại diện là Chen Jack. Jack là một nhân vật tưởng tượng nhưng đã thực sự hiện thân trong cuộc đời, trong thân phận làm người, mà lại là một người cô đơn. Khi chết, Jack trở thành cô hồn, không chỗ dung thân. Thiên đàng và địa ngục đều từ chối. Truyền thống lễ hội Âu Mỹ đã dành cho Jack một ngày được trở lại với cõi dương. Trong ngày đó, Jack có thể sống vui chơi thoải mái, vì người sống đã hóa trang thành ma quỷ để linh hồn Jack có chỗ trà trộn và cho đỡ cô đơn. Đây là ý nghĩa nhân bản của lễ hội Halloween. Lễ hội Halloween ở Mỹ nhằm vào tiết thu, mưa buồn và gió lạnh, trùng hợp với ngày cô hồn trong truyền thống dân tộc mình, cũng trong mưa buồn hiu hắt. Trong ý nghĩa nhân bản, Halloween và ngày rằm tháng 7 âm lịch ở Việt Nam có thể xem như là hai ngày cõi âm dương hội ngộ trong niềm thương cảm bao la. Cuộc hội ngộ này đã phần nào nói lên cái triết lý âm dương nhất lý, sinh tử đạo đồng, nơi gặp gỡ của tâm hồn nhân bản Đông Tây. Halloween, All Souls Day, cúng cô hồn đều là những dịp để người sống tưởng nhớ, đối thương những mảnh đời bất hạnh trong cõi u minh và trong cuộc sống hiện thực chung quanh. Thật vậy, tưởng tượng và hư cấu không thể bắt nguồn từ cái không không, mà phải khởi đi từ một thực tại nào đó. Như vậy thì, phải chăng Jack O'Lantern chỉ là hình tượng của bao nhiêu thanh thiếu niên trong cuộc đời hiện thực, vì môi trường gia đình, xã hội, giáo dục, hoặc vì những thúc bách thầm kín nào đó đã vô tình đùa chơi quế quỷ. Và vì đó, họ đã lỡ tay đánh mất tuổi thơ, vì ham vui, vì lòng trắc ẩn, thương xót, vì tình bạn bè, mà đã vô tình vi phạm quy ước xã hội, lỗi với các giáo điều tín ngưỡng, mang tội với gia đình, rồi bị xã hội thẳng tay loại trừ. Cảm ơn các bạn đã xem video trên kênh của chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Và nhớ hãy bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ hoặc các video hay nhất trên kênh của chúng tôi. Các bạn vừa xem video của chúng tôi, hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ và ý kiến của bạn vào phần comment bên dưới. Nếu thích video này, nhớ like và chia sẻ cho bạn bè. Và đừng quên đăng ký để xem những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!